xin chào các bạn. Hôm nay là ngày cuối tuần, được con gái ở Sài Gòn về, các bạn coi như là lo lắng là cái mình không có giữ được cái sinh nhật của mẹ, cho nên là ngày 29 tháng 7 thôi, nhưng mà hôm nay là coi như là cháu nó về lo cái sinh nhật, nhưng mà mình không thể nào ngồi các bạn thiệt có được. Bây giờ mình ngồi trực tuyến của nhà nghỉ, thì hôm nay là con nấu cái này là mì Ý nè, mì Ý có thịt bò, nó nấu hay là nấu có mật ong mật gì. Còn đây là cái đùi gà, đây là gà nước mật nha. Để nói chung là nó ăn cho nó vui cùng với bà xã. Cái ngày sinh nhật 29 tháng 7 sinh vào mùa thu, cho nên là quan đậu thu Nga là chỗ đó. Quan giao là quan liều, gặp thu Nga là vào mùa thu lá vàng rơi rồi. Thôi bây giờ mời mình ăn thử. Lạ miệng, ngon. Tao xin mời các bạn nha. Rồi, mình làm một miếng luôn, làm miếng Sài Gòn cho dễ tiêu. Ăn cho vui đó. Ăn vui rồi coi như là gặp mà thơ của bạn nào đó cứ phổ đại hát cho nó. Đây là nước chấm đó. Cháu nó ở thành phố Hồ Chí Minh đó, về cùng với con gái về nấu bữa nay là nấu mừng sinh nhật giống như nãy mình giới thiệu cho các bạn để ăn cái này để vui vui, lát nữa dở phay ra coi anh em nào có bài thơ nào được thì mình cũng phổ chơi cho nó vui thôi, chứ cũng chả khoe khoang gì cả. Cho nên có một số bạn bè nói ông khùng, ông cứ phổ hoài hát tầm bậy tầm bạ không có hay có ho gì đâu. Cho nên con số bạn thì đưa lên trang của mình, còn con số bạn đâu có dám đưa lên trang. Đây đưa lên trang của mình thì nó nghe nó gớm. Nó cái thằng cha này coi như là búi tóc ở ngoài sau hát từng bậy từng bạ vô duyên. Nhưng mà ông Đậu ông thích nữa, ông nhạc sĩ Quang Đậu ông thích vậy đó. Cho nên số anh em nào hả thích và để vào trang mình giới thiệu thì cho nó vui, còn không rồi thôi rồi liện rồi sọt rác cũng được chứ. Cái chuyện đó chuyện thường đó. Mình thích như vậy đó. Mình đánh vô kích đó, có nghĩa là bạn nào viết ra mấy giây mấy phút mình sẽ làm xong bản nhạc đó, ok đó. Nếu bạn nào thích thì các bạn nào kết bạn thì gửi thơ để mình đăng ký gửi thơ, mình sẽ bỏ mình hát nghêu ngao cho nó vui. Chuyện đời nó là như thế đúng không? Còn anh em nào có tiền nữa thì mời nhà thơ nhạc sĩ chuyên nghiệp đó, rồi mời ca sĩ chuyên nghiệp để mà hát, rồi mời nhạc sĩ chuyên nghiệp họ ám. Còn mình là mình đánh du kích, mình chỉ ôm cái đàn guitar mình đánh du kích thôi, du kích chơi cho nó vui đó. Anh em nào mà thích như vậy thì anh em cứ xem như mình là còn một người coi như là cùng đồng hành với thơ văn rồi cho nó vui vậy thôi ha. Chứ nó chả làm ra tiền ra bài thì cả làm ra tiền ra bài ai làm như vậy đó. Cho nên là thôi anh em mình cùng động viên nhau, thích thì mình chơi, còn không thích thì thôi mình liện sọt rác, không có gì mất lòng nhau cả đó. Nhân dịp mà vui như bà xã mà không được ăn cùng với bạn đó, nhưng mà mình trực tuyến nhà nghỉ đó, mình chỉ cần mấy hớp lòng này thử, thì lát nữa thì sẽ có một bài quan đậu hát cho nó vui. Xin chào các bạn nha, chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào.